gì vậy? Bây giờ nó trong một mức phổi nam, tức là toàn phổi dương, tức là nó sẽ chuyển cái nơ trong thành ra là hạt nhân nào sẽ chuyển nơ trong thành nội tâm? Những hạt nhân nào giàu nơ trong, tức là nó nhiều nơ trong. Hai cái bất kể trong một phát là cái vui trong mình đã gặp, đó là ở những hạt nhân giàu. Bây giờ thì nó sẽ là hạt nhân mà giàu nơ trong, tức là hạt nhân mà nhiều nơ trong hơn so với cái proton, nó cũng không bền, cũng không xảo hết. Mà ra ở đây các hạt nhân nơ trong chính là những hạt nhân mà giàu nơ trong, nó sẽ tách cái phần điện âm ra để nó trở về thành phần còn điện dương, trở thành ra proton. Và tôi nói các chị là proton là nơ trong thì luôn luôn phát ra cái hạt là hạt nơ chi nô, luôn luôn phát ra hạt. À, nếu như nơ trong mà thành proton thì nó sẽ phát ra cái hạt ngược lại của neutrino, gọi là hạt phản neutrino. Tại vì thấy cái phản neutrino thì đây là neutrino phản neutrino, tức là nó đặt cái gì này, tức là phủ định neutrino, thì họ tính toán thì nó cái dấu đặt trên phủ định đó phản neutrino. Và cái hạt nó diễn ra ở đâu rồi? Chỉ là ở trong hạt nhân, thành ra cũng sẽ phát ra tên thì gặp hạt. Và cái chuyện này sẽ có một cái phản ứng mà các anh chị thấy rằng là nó sẽ quyết định đến cái điểm trong hạt nhân này của mình, đó là ở chuyện của cái molybden là technetium, từ molybden 99 là technetium 99 m dạng dạ về, thì nhớ technetium là thằng mà nó là nó sử dụng nó phản ứng rã kiểu là chuyển đổi độc số 1 99 m dạng technetium, tức là cái thằng mà nó phân rã này để chuyển đổi độc. Thành ra cái phản ứng phân rã này chính là cái phản ứng dùng để điều chế technetium, dùng để điều chế technetium. Phân rã cũng là một phát ra hạt nê ra trong thì dùng để điều chế technetium. Thành ra khi điều chế nó hoàn toàn có khả năng chụp năng lượng lên đến 700 cao quá, nhiễu không có chụp. Rồi nhìn thấy nào, đây sẽ có là đây là khi mà nhìn thấy là phát ra mà nê ra trong thì sao mà phát ra nê ra trong thì gần như hạt nhân mà dầu nơ trong, phát ra nê ra trong thì dầu nơ trong đó, phát ra đưa đi trong thì gần như hạt nhân mà dầu còn trong hoặc tùy. Và cả hai cái thử phân rã phức tạp này nó sẽ sau đó cũng đều làm thay đổi nguyên tố đấy, đều làm thay đổi nguyên tố hết, tại vì nó thay đổi số rồi không thay đổi số. Cái cuối cùng là cái hạt mà phân rã theo hạt alpha này nó có ứng dụng trong hạt dưỡng, nó sơ đi con thay vào cái hạt gọi là hạt alpha. Alpha phải chứ là hạt hạt nhân của heli á, nhân của heli nó sẽ dẫn cho những cái hạt nhân mà mình nhìn thấy nó lại là cái gì vậy, 1, 3, 8 nơ trong, 88 proton. Thì thấy số lượng nơ trong proton như thế nào vậy? Lặp nhau nhiều và rất là lớn, số lượng nơ trong proton rất là lớn. Thường đây là phân rã của những hạt nhân gọi là hạt nhân nặng, những hạt nhân nặng ứng dụng quan trọng nhất của nó là vũ khí. Cái hạt nhân theo cái hạt heli có cái năng lượng xuyên thấu rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Và cái bom, những cái bom heli, đây bom heli, bom heli đây nó đang có đặc dụng không có, vì tại vì nó nói nó 1 năm triệu là coi như tôi sẵn cho nó luôn luôn, thực sự là phân rã phóng xạ. Phân rã phóng xạ cái này các anh chị nhớ câu chuyện hai điều mà quan trọng. Thứ nhất là chỉ giờ nó có hai cái đơn vị để mình đo cái mặt độ phóng xạ. Thứ nhất là curie, thứ hai là becquerel. Curie là đơn vị thuộc quy, nghĩa là cổ điển. Trước đây người ta dùng nó lưu giữ thành cái bảng, giữ thành cái bảng Marie Curie. Tuy nhiên về sau này khi mà người ta đưa cho quốc tế người ta chuyển becquerel, có hai cái loại đó. Và chị sẽ nhìn thấy là, và các sẽ nhìn thấy là một millicurie, một millicurie thì nó có khoảng tới 37 mega becquerel, tức là cái đơn vị nó sẽ như thế nào, rất là lớn. Mega tức là cỡ khoảng tầm cái bây giờ là 37, chính tức là 37 nhân cho 6, nó lại kiểu 37. Không anh chị nhớ số quy ra đơn vị đâu, cái này chị có cái tất cả chị quy được hết. Tuy nhiên nó đi chi vậy? Khi mà chị đi vào trong những cái khoa phòng ở trong cái hạt nhân, trong cái hình thủy á, thì chị thấy người không dùng becquerel đâu mà lại dùng curie.
Tại vì là cái đơn vị đó nó thuộc quy đó, người ta dùng quen rồi, người ta dùng quen rồi. Nhưng mà quốc tế nó làm thì cái đơn vị đô đi quá lớn, thành ra người ta quy nó về một đơn vị nhỏ hơn. À, trong các văn phòng mà làm trong quy học hạt nhân quy khoa phóng xạ thì nó là curie, dùng milli curie, à, chứ nó không dùng là becquerel. Tự nhiên là đơn quốc tế là becquerel. Hoặc các chị nào mà có đi cái thuốc mà đi chỉnh lại hạt nhân sẽ hiểu được này, sẽ biết chị nào mà làm chỉnh đường có làm một cái thuốc thuốc được bán. Thì hạt nhân phóng xạ sẽ có rồi sản xuất hạt nhân phóng xạ không có đặc biệt, chỉ có cái gì nhớ không thôi, đó là thường cái một cơ bản nhất là gì, dùng mấy cái hạt à, có độ năng cao bắn phá mấy cái hạt nhân, vậy là sẽ làm cho cái hạt nhân nó bị trở nên không bền, sau đó thì có phóng xạ rồi. Cái cơ bản nhất cái hạt, cái hệ mà điều chế được cái hạt mà sử dụng nhiều nhất tôi nói là nó là hệ molybden. Molybden 99 là tên này được 99 m và nó phát xạ theo cái kiểu gì ạ? Phân đấu xạ theo kiểu gì ạ? Phát ra negatron. Rồi tác dụng sinh học, chỗ này ta chỉ sẽ lưu tâm một môn về cái chuyện đó là cái khả năng xuyên thấu thì người ta nói là phần lớn các bức xạ dạng hạt, phần lớn các bức xạ dạng hạt như là alpha như là beta, cái khả năng xuyên thấu của nó thường kém, khả năng xuyên thấu của nó thường kém, tại vì cái độc năng của nó nhanh chóng bị suy giảm khi mà nó tiếp xúc vật chất, trong khi đó những cái bức xạ điện từ từ gamma khả năng xuyên thấu các môn nó tốt hơn nhiều, tại vì cái năng lượng được phân bổ đều nó đỡ bị suy giảm cho tiếp xúc chất hơn. Tuy nhiên nó sẽ bị chặt lại bởi cái gì ạ? Gamma thì x kia đều bị chặt bởi cái gì đó đây? Chì sắt và các cái kim loại nặng. Đó là cái lý do vì sao các chị đi chụp ảnh hay là các chị nào mà làm cái động viên mà chụp ảnh hình ảnh gì thường thấy người ta mặc cái áo giáp mặt thì cho để chị phơi nhiễm đi tù là cái tia x tia gamma người ta không có giáp chị để ngăn cái sự hấp thu cái tia x tia gamma của động cơ. Thật sự ra cái ảnh tôi nói phần lớn cái bức xạ của hạt tôi nói không có 100% vì bức xạ mà cái lên trong đi rất là xuyên khả năng độ cao xuyên thấu mặt xuyên thấu rồi tác dụng sinh học là phải được cái thứ nhất, có hai cái là gián tiếp trực tiếp, là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp tức là cái bức xạ này nó sẽ làm nhiều tốt đến bức xạ, nó bức xạ điện từ và bản chất là bức xạ ion hóa, bức xạ ion hóa tức là làm gì, thay đổi cấu trúc của hạt nhân hoặc là nguyên tử khi mà tiếp xúc cùng với lại vật chất. Tiếp xúc cùng gì là tiếp xúc cùng với cơ thể, tiếp xúc cùng với lại tế bào, tiếp xúc cùng tế bào của cô nó làm gì ạ? Cô ở trong nó gặp cái DNA, nó gặp cái protein, mấy cái đại phân tử để sẽ làm thay đổi cấu trúc của mấy cái hạt nhân nguyên tử của mấy cái đại phân tử này. Và đây thì dẫn đến tình trạng gì ạ? DNA bị gãy vỡ, protein bị gãy vỡ thì sao ạ? Cái gì ạ? Thì học sinh học tế bào thì biết sẽ ra tình trạng là đột biến sẽ gây ra cái gì ạ? Tiền đề của gì ạ? Ung thư. Tiền đề. Đột biến tế bào chính là tiền đề. À, nếu mà mình cơ sở cơ thể không có sự chữa được tiền đề của ung thư. Rồi, đó là tác động trực tiếp, tức là nó cái bức xạ tác động trực tiếp lên trên mấy cái đạo điện tử của mình. Tác động gián tiếp nó sẽ qua cái gì ạ? Nó sẽ có tác động trực tiếp lên trên mấy cái đạo điện tử, nó sẽ tác động thông qua cái hạt đó là nước. Khi nước gặp cái bức xạ sẽ làm gì ạ? Sẽ tạo ra cái gốc tự do, đúng không? Nó bị thay đổi cấu trúc đi, sẽ phát mức năng lượng mức ở trong tạo ra cái gốc tự do. Và gốc tự do thì sẽ cũng tấn công lên cái cấu trúc của cái tế bào và cũng sẽ gây ra bị vỡ, cũng gây ra nó chỉ nghe nói quảng cáo phút thì nó là chống lão hóa, chống mấy tác động
có tự do, không có tự do là nó bị xương má, nó gây bảy mỡ cuốn hút. Dạ, vừa bỏ xạ thì chỗ này là đây bác học thêm mình thực sự đã có hai cái ứng dụng là in vitro và in vivo. In vitro tức là tuy nhiên cái đó thôi thì bỏ cái đi ra đó là đây in vitro nó thì nó in vivo luôn, nó in vivo. Tôi sẽ nói, cố gắng nói những cái gì mà nó thực tế mà nó gần với lại các anh chị, vì sau khi tôi kết thúc cái bài của lớp chỉ lớp 16 cũng là 15 đó, là 15 cũng chỉ lớp 15 đó, thì sau khi kết thúc xong có một vài anh chị gửi đến email đó là đừng học bài này, đừng làm bài này, thì bài này không có một ứng dụng thực tế, thì đúng, thì chị nó không đi học thì không thấy ứng dụng thực tế, tại chị không đi học thì chị không thấy ứng dụng thực tế nữa. Vì bây giờ các chị nào mà làm trình duyệt đấy, bây giờ mấy phút tiên hoặc phút này kia giờ nó nhiều lắm rồi đấy, bây giờ cái mạng bắt đầu trình duyệt mà thấy sôi động á, trình duyệt phút cảnh quan. Thế thì bán hẳn đó. Mà các chị vô chị không biết, chị không biết MRI là gì, CT là gì, biết X-quang là gì đó, thì chị nói bác sĩ. Mà dù mẹ trước giờ kèo bọt rồi, chị vô chị không biết gì đó, chị nói ra thì người ta nghe rồi. Chắc mà mình bội nghề sống. Bội nghề sống. Thành ra là cái này tôi sẽ nói chị nghe về những cái gì gọi là kỹ thuật nó gần gũi và nó thực tế. Các anh chị thì các chị nào đi nghe thì các anh chị sẽ thấy nó còn có cái gì đó, còn cái gì nào không đi nghe thì cũng thật sự đó, tại vì trong slide nó quá hết cũng nhiều thôi, tôi nói từ lớp từ tuy cũng rất khôn, nên chị nào không đi thì chắc là khó mà thấy nó có gì đó gì thật sự lên như vậy. Slide này nó cũng tôi làm từ cách đây 2 năm, mỗi năm tôi đều được chỉnh sửa và tôi có thêm một số các cái phần mà tôi để nói thêm nha. Chị không ghi cái slide, không ghi cái dưới này, tôi nốt lại, tôi nói cho chị. Thì chỗ này sẽ có cho một cái trục mà trong cái tác nhân khi mà y học hạt nhân á, cái nền tảng nhất các anh chị sẽ cần lưu tâm cho cái gì mà tôi nói gì là trong hạt nhân người ta sẽ dùng cái gì ạ? Tác nhân đánh dấu phóng xạ, tức là bệnh nhân sẽ được sử dụng, được tiêm, được cho uống những cái hoạt chất, những cái hợp chất, và những hợp chất đó có khả năng phát ra được cái bức xạ, bức xạ là bức xạ gamma, và như thế là cái nguồn phát ra tia gamma sẽ nằm ở đâu? Đây là cơ thể bệnh nhân, bệnh nhân sử dụng ở trong đó, bệnh nhân chính là cái nguồn phát ra cái tia gamma. Chứ cái nguồn phát ra bức xạ không phải từ bên ngoài, nó nằm ở bên trong, bên trong chính cơ thể của bệnh nhân, bên trong chính cơ thể của bệnh nhân, bên trong chính cơ thể. Thì nhìn thấy ở đây thì nó sẽ đến một cái đó là cái bàn trực, cấu trúc bàn trực cụ thể thế nào tôi có biết rất là rõ trong cái giáo trình ta thì nó tập thì chị sẽ rồi thấy cô có bắt thì nhớ là tuy nhiên thì đơn giản là cái gì, cái bàn trực nó sẽ nhất chuyển đổi bức xạ gamma thành ra là cái bức xạ chỉ không gọi cái tín hiệu điện, cái tín hiệu điện nó truyền về cái máy tính và nó sẽ phân tách ra cái hình ảnh cho mình thấy được. Và cái gì nữa là đây là bệnh nhân nằm ở trên một cái bàn trực, cái bàn trực nhất của bàn tay đấy chị, và cái cơ quan thì sẽ là cái cơ quan thì sẽ sử dụng được cái tim, cái chỗ uống cái tác nhân này thì cái cơ quan chỉ nó sẽ khác một cái tim này, và cái hình mình sẽ ghi được trên cái bàn, và cái hình sẽ là hình mấy chiều hai chiều nó sẽ có mặt phẳng, tức là từ cái hình này trên cơ quan nó sẽ ghi tất cả những cái thứ này nó sẽ mặt phẳng. Ở đây hình ảnh của cái trục đi trực đi học thêm cái gọi là trục tia gamma, thực sự ra nó là chỉ là hai chiều. Đây là kỹ thuật cổ điển nhất và hình hai chiều nó sẽ không cho mình biết được cái sự định vị của các cái cơ quan ở bên trong cơ thể của bệnh nhân, thì tất cả đều sẽ tập mới không biết nào.
chân nó dưới đấy. Mà cái này nó là cái nhược điểm, cái nhược điểm. Từ nhược điểm mình đau phát triển ra một cái kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai thực sự ra nó vẫn là bệnh nhân sẽ sử dụng các cái bức xạ, sử dụng các cái mạng chân phát ra bức xạ gamma. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ không nằm trên một cái bàn, mà bệnh nhân sẽ nằm trong một cái buồng, trong một cái buồng. Và trong cái buồng này nó sẽ có ba cái máy, ba cái đầu dò, cái bàn ấy, cái đầu dò vậy. Bây giờ trong buồng sẽ không phải một cái đầu dò, nó sẽ là ba cái đầu dò. Mỗi đầu dò nó sẽ ghi nhận cái tín hiệu, nó sẽ cho ra một cái hình ảnh. Mỗi đầu dò nó cho một cái hình ảnh, ghi một tín hiệu, nó cho một cái hình ảnh. À, sau đó nó sẽ xoay vòng 60 độ, xin lỗi 120 độ, tức là nó sẽ xoay. Và khi nó xoay thì đầu dò nó lại ghi, mỗi đầu dò ghi một tín hiệu tiếp. Cứ mỗi lần xoay như vậy sẽ là coi như là một cặp rồi có ba cái hình ảnh. Và cái máy của mình nó sẽ xoay từ phần đầu cho đến phần cuối của cái vùng mà mình muốn chụp ảnh. Và cứ như vậy thì nó sẽ tạo ra mỗi lần là ba cái hình ảnh hai chiều. Và nó nhờ cái máy tính nó sẽ sắp xếp lại thành ra là cái hình ảnh hai chiều. Thành ra các anh chị sẽ thấy cái kỹ thuật này nó sẽ nó giống như là cứ mỗi lần xoay là một lớp, mỗi lần xoay là một lớp. Và thật sự đây chính là một cái kỹ thuật gần gần giống như CT, gần gần giống như CT. Tuy nhiên nó dùng tia gamma, nó dùng tia gamma. Nhìn thấy cái này nó gọi là cho SPECT. SPECT thì cuối cùng nhìn thấy nó biểu gì ạ? Hai chữ cuối nó biểu gì ạ? CT. Hai chữ cuối là CT thì nó gần gần giống CT, nó vẫn là chụp điện, nó vẫn là chụp các lớp điện toán. Tuy nhiên chụp các lớp điện toán thực sự nó dùng tia X hoặc là dùng tia gamma, single photon emission computed tomography. Single photon tức là đơn photon, tức là mỗi lần nó chụp ra một cái ảnh đó. Cái đó này thật sự ra nó cũng là chụp tia gamma, nhưng mà thay vì là nó để một cái đầu nhọn, ba cái đầu nhọn và nó sẽ cho một cái ảnh đó là ba chiều. Hay nó hay chụp ở đâu, hay chụp ở đầu, hay chụp ở ngực. À, khi mà đầu thì sẽ chụp nó đi từ đầu, nó sẽ xoay từ đến đầu, sẽ đi đầu để cái cổ để sẽ lúc bỏ ra coi như nguyên một phần, nó sẽ mỗi lần một lát cắt nó sẽ tổng hợp nó là cái speak. Cái gần gần giống như là chụp các lớp ở trong thành phần biết sẽ có những cái rồi. Bây giờ mình sẽ có một cái chụp lên chụp phát, mà nó nói gì về cái phần phát xạ ra là vô chi chậm, cái xạ ra vô chi chậm thì nó hạt nhân là dầu vô không cái chụp phát. Thì chụp phát cái này thì mình có làm hay nói gì, bệnh nhân cũng sẽ cho được sử dụng những cái chất, những cái chất mà có thể phát ra cái hạt vô chi chậm nằm đây. Bệnh nhân nằm đây, bệnh nhân nằm trong cái ủ. Và chị nhớ thấy là mình nói là cái vô chi chậm nó từ hạt nhân mà nó đi ra phía bên ngoài đi gặp electron. Và vô chi chậm và electron nó kết hợp với quỷ nhau và nó tạo ra hai cái tia gamma. Và hai tia gamma này có đặc điểm là nó ngược chiều nhau, nó ngược chiều nó là 180 độ. Thành ra là chỗ này thì thấy là sau cái buồng này nó sẽ có cái đầu dò, cái detector, cái detector này nó sẽ nối nhau một đường cặp, nối nhau một đường cặp, và đường cặp nó là đường cặp nối xuống vào cái. Thì khi mà bệnh nhân phát ra cái này, phát ra vô chi chậm nó tạo ra hai gặp cái trong, nó tạo ra hai tia gamma, nó đặt lên trên hai đầu dò cùng lúc sẽ phát ra ghi một cái tín hiệu, ghi một cái tín hiệu, nó cứ ghi một tín hiệu và nó sẽ đưa về cho cái máy tính, và nó sẽ cái chỗ nào mà tập trung nhiều phát ra nhiều cái vô chi, phát ra nhiều cái vô chi chậm thì vị trí nó sẽ sáng. Thì ở đây các chị thấy gặp nhất ở chỗ này đó là như tôi nói hãy chụp phát, hãy chụp cái gì chụp phát, hãy chụp phát, hãy chụp u sơ đồ cái u vì sao như vậy. Thì thật sự ra cái hành mà ở trong tác nhân mà chụp phát và như tôi nói chỉ là 2 18 fluoro 2 đèo si glucose FDG FDG 18 fluoro phải phát ra vô chi. Thì cái hành này tác nhân sử dụng quan trọng nhất ở trong cái bé vì sao slide này sẽ có. Nhưng nhìn thấy về bản chất là cái gì, cái 2 fluoro 2 đèo si d glucose. D glucose là thằng nào ạ? Đường, là cái dạng đường mà chủ yếu của cơ thể tế bào cũng sử dụng. D glucose là cái năng lượng dạng đường.
cơn mà có thể tế bào sử dụng cơn kêu và cái hô hấp tế bào chu trình stress thì phân hô hấp tế bào chu trình stress để tạo ra được. Nhà này có chút nó gần rất là giống với hàng Deluco mà nó làm sao không? Tế bào họ nhận Deluco thì nó cũng sẽ nhận được. Thành ra vị trí nào mà sử dụng nhiều đường à, sử dụng nhiều đường tức là cần nhiều năng lượng thì nó sẽ thu thập mạnh rất là vào. À, trong cơ thể mình kiên trì thì chị thấy sẽ những vị trí trong cơ thể mình sẽ mà sử dụng năng lượng nhiều hay như là tim, hay như là não, hay như là thận nè, à, tập trung rất là nhiều. Mình biết được vị trí nào thực hiện quá trình chuyển hóa, à, tim, não, thận này kia, mình biết ở đó nó hoạt động tốt, đặc biệt là tim nó có triệu chứng có bị sơ và có u não chết thì nó hay không, như não cũng vậy, như thận cũng vậy. Nhưng đồng thời nếu mình biết được thì chuyển hóa còn vị trí nào mà sử dụng nhiều đường, sử dụng nhiều năng lượng quá là vị trí mà dùng một chiếc tân sinh cần nhiều năng lượng để hoạt động. Nếu mà có u rồi sẽ có nhiều mạch máu sử dụng nhiều năng lượng. Thành ra là mình nhìn thấy không phải là bên ngoài những vị trí mà nó chuyển hóa mạnh á, còn mình thấy nó sáng, mình thấy những vị trí khác nó cũng sáng lên thì mình biết được vị trí đó có khả năng là nó đang hoạt động mạnh, tức là nó đang đây là cái thằng này nó dùng để làm cái bét là gì? Sơ đồ hóa các khối u, sơ đồ hóa các khối u. Nghĩa là mình biết được trong cơ thể mình trí nào xuất hiện các khối u. 2, 18 chloro 2 deoxy glucose glucose thằng đó là cái điểm nhất mà các bạn thấy thì một thằng bét và nó không ra nó kiểu là các cái gì ạ? Phát ra buông oxy trong phương pháp mình nghe tên mình biết rồi, PET vô đi trong để biết sự homorapid thì nhớ cái thằng này chú ý cái này chỉ có duy nhất trong cái trường hợp PET chỉ có thằng này là điều chính đó là chỉ nhớ thằng này thường đây cái thằng PET với là CT PET với là CT rồi dù mà muốn sạc đây mình sẽ một vài cái một vài một số cái tác nhân chỉ được làm được rồi ví dụ như đầu tiên thì gặp đó là Indium 111 à, thì dùng chỗ này các anh chị sẽ nhớ tôi là nó không phải ai chịu bắt giữ electron, bắt giữ electron thằng này nó giàu vô thông, nó giàu vô thông, bắt giữ electron. Rồi anh chị sẽ nhìn thấy rằng đây nó sẽ nó chịu một phức chia lá thì kia rồi nó gắn cùng, nó hay gắn cùng cái tác nhân mà có khả năng tạo ra cái phức chia lá tức là nó tạo ra cái phức kẹt cua sau một số kỹ thuật. À, chỉ nhớ từ đầu tiên đó là Indium Chloride thằng này là một cái nằm ở trước vô cơ chứ nằm ở trên đường vậy là đánh dấu các cái hợp chất của cơ gắn các hợp chất của cơ với Indium Chloride là nằm đánh giúp đánh dấu những hợp chất của cơ với Indium đó. Thứ hai đó là Indium K-HOA à, chỗ này như lưu tâm thì có chữ K-HOA có thậm chí ba chữ cuối là chữ MAB. M tức là MAB, AB thì có lẽ chị biết rồi. AB tức là antibody, tức là đây như thế nào gì vậy? Antibody tức là kháng thể. AB tức là kháng thể. Chứ M tức là kháng thể đơn dòng. Monoclonal antibody tức là kháng thể đơn dòng và thằng này nó chỉ kháng duy nhất kháng gì ạ? Kháng cái gì kháng thì nó kháng gì cái kháng nguyên, những kháng nguyên đặc biệt là cái glycoprotein gì trên bề mặt của tuyến tiền liệt. Tức là cái glycoprotein là tuyến liệt thằng này nó đang chuyên biệt monoclonal chuyên biệt một dòng nhắc chuyên biệt cái glycoprotein sẽ có tuyến tiền liệt. Thành ra cái này sẽ ái lực như thế nào? Ái lực với lại tuyến tiền liệt. Ái lực với tuyến tiền liệt. Thành ra người ta dùng làm gì vậy? Chờ cái gì vậy? Dạ, đánh giá. Ở đó tuyến tiền liệt có tăng sinh hay không? Đánh giá nó có tăng sinh hay không? Tức là đánh giá nó có ung thư hay không? Có u thì có phì đại tiền liệt tuyến hay không? Có u phì đại thì mình thấy như vậy. Thì mình xem tụi nó có tăng sinh hay không? Biểu hiện ra cái khối u đi không? Nếu như mà nó nằm ở trong cái nằm định vị ngay thì tuyến thì mình sẽ
nhiều vị trí khác cho trong cơ thể mình mà nó có cái xuất hiện của các cái đặc video cao độ mạnh này đó, trên cái phim thấy tự nhiên vị trí khác thì vị tuyến của nó sáng lên tức là sao tức là di căn, tức là di căn cái đó là di căn tức là cái tiền điện cái mô cái tế bào này thì tuyến mình nó không còn được nữa rồi, nó đã bắt đầu đi vào máu rồi, nó khác tức là mình đánh giá tình hình có u mình xem xét coi là cái khả năng di căn cái bộ cái từng cái tình trạng di căn có u cái chấm chuyên biệt này thì nhớ đó thì nhớ coi chữ cái chữ chữ gì dành mốt gì dành cái chữ M A B là thì biết nó là mono mono antibody thì AB mình biết rồi thì mình kháng thể thì mình thấy là dấu chữ chữ Y á chỉ học một trong sinh lý bệnh miễn dịch gì đó đây nhìn thấy cái quan đó thì dùng DTPA thực sự là một cái học bệnh dạng và tạo ra phút chơi lá của năm thằng acid acetic không cái đó không cần nhớ nhớ một cao một mạng thì đó được rồi. Thứ hai là oxy quinolin, thì dùng oxy quinolin, quinolin thì các chị biết rồi, quinolin cái vòng đây là vòng quinolin gặp cái vòng kinin rồi, quinolin vòng chỉ gặp cái kinin rồi đúng không ạ? Quinolin vòng chỉ gặp trong kinin rồi, đây vòng quinolin nó tạo phức. Cái là đi đơn nằm ở đây, đi đơn quinolin, đi đơn oxy quinolin nó dùng để đánh dấu bạch cầu. Bạch cầu tăng lên cái trường hợp nào ạ? Nhiễm một. Thường là sẽ xác định cho một số các trường hợp khác sau để quyết định vị trí đó có một sự không biết lấy mẫu. Thứ hai thì có idiom bentetat dẫn là DTPA. Hàng này thật sự ra như nó là bentetat là cái hiệu suất của beta acetic acid chữ beta đó, beta tức là beta beta acid acetic acid. Vậy thì nhìn thấy vô chút sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 5 nhóm carbonin và 5 nhóm acid đó. Beta acetic acid. Thằng này nó dùng là cái gì? Năm thứ nhất là chụp cái bệnh thể gì nó không chỉ. Thứ hai là các chị sẽ chụp nghiên cứu cái khả năng làm rỗng dạ dày bệnh nhân. Rồi cái gì tôi đã nói này, tôi hướng dẫn thì chị có cái gì vậy? Cúc thì biết nó là cái gì, nướng tay, nướng cúc cái nướng thì biết nó là cái gì. Nếu mà nó là những cái kháng thể thì tôi biết nó là họ cao rồi mắt thì tìm tôi kháng thể thì oxy quinolin thì tìm cái vòng quinolin và DTPA này thì tìm tôi cái chỗ nào là beta acetic acid nó như vậy. Thì dùng nói cũng quá dễ. Cái thứ năm thì gặp đó là bentetreotip cái hành sự cũng là beta. Nó một cái amino acid, một số peptide. Cái gì treo tiếp ở đây thì treo tiếp tức là một cái peptide, nó một cái peptide, peptide này nhìn thấy là dễ lắm. Đây, nhìn thấy là amino acid này, amino acid này, amino acid này, amino acid này. Các amino acid này, phenylalanine này, cysteine này, phenylalanine này, tryptophan này, lysine này, threonine này. Không bắt gì nhớ cái trình tự á, tuy nhiên đây là là peptide, pentetic là một cái hormone peptide, hormone peptide gặp chuyên biệt với lại những cái hỗ trợ của somatostatin. Giống như hồi nãy mình có thằng capromat thì là gắn lại cái lipoprotein trên cái tuyến tiền liệt. Còn thằng này là nó gắn chuyên biệt với lại các cái somatostatin mà nó biểu hiện ở trong các tế bào tiếp là cái amin. Truyền thành ra mình xem thử coi là trong cái cấu trúc xin lỗi khi mình dùng cái đề chi để dùng xem coi là cái tế bào gốc tế bào mà thần kinh hoạt tiết nó bị ăn sinh hay không, tức là nó có bị cái khối u tập trung nhiều mà nó sẽ nhiều so với prostatin nó làm tăng lên u hoạt tiết rồi. Nếu mà nó là bentetic thì nhớ tôi nó là peptide. Thì những cái amino acid đó là tôi nói gì? Capromat là kháng thể oxy quinolin của hoặc quinolin. Bentetat là beta acetic. Rồi ở đây bentetic là peptide. Thì thấy rõ ràng là
tôi đưa các chị là mấy hợp chất đều là các hợp chất khác nhau, hợp chất khác nhau, không có nào hai kháng thể, không có hai kháng thể. Cái kháng thể cái oxy vinyl, cái là beta acetic acid, cái là lactic. Tôi đưa tên các chị đưa một chút là các chị không có được là cái nào. Tôi không đưa các chị không có chơi đi chơi, không có muốn chơi đến đó hai cái đều khác nhau. Rồi, yếu đi, sợ yếu đi, yếu đi cho các anh chị lưu ý được thôi. Cái này quan trọng nhất đó là yếu đi mà có số cái yếu có số xì hóa là trị một, số xì hóa là trị và yếu bình thường tập trung ở được trong tuyến giá, thành ra là nó sẽ thường đi cứu tuyến giá là thường yếu, thì nó yếu cũng sẽ nhiều. Và các anh chị lưu ý được thôi là nó có hai loại yếu tốt đi không sạc. Một là yếu đi 1, 2, 3 và 2 là yếu đi 1, 3, 1. Vì sao có hai cái này mình sẽ thấy là nó đều là nghiên cứu với nhau, tuy nhiên ứng dụng khác nhau, ứng dụng khác nhau rõ ràng. Thứ nhất, yếu đi 1, 2, 3 nó sẽ phân rã theo kiểu là bắt giữ electron. Bắt giữ electron và cái năng lượng phát ra cái tia gamma nó cỡ khoảng 160 kV vừa phải, rất ý nghĩa trong việc chụp ảnh, rất ý nghĩa trong việc chụp ảnh trong trường quán. À, tuy nhiên cái nhược điểm là cái gì ạ? Nhược điểm của nó là thời gian bán ra của nó rất là ngắn, tức là nó từ đi 1, 2, 3 mà thành ra ta lưu lưu á trong khoảng thời gian khoảng 12 giờ 13 giờ là nó một nửa vậy, nó đi ra là ta lưu hết 12 giờ nữa là coi như là thêm nửa nữa, tức là khoảng 75% nó giảm giảm khoảng sản nhất, thành ra là cái thằng này nghĩa là nó nhanh chóng cũng không rẻ, nó khó tích trữ, khó này trường hợp tốt nhưng thời của mình đã khác quá. Thằng thứ hai là yếu đi 1, 3, 1 phân rã của nó thì sẽ là phát ra tiền nề gà trọng, phát ra tiền nề gà trọng và cái năng lượng thì thấy năm nay nó sẽ lên đến cỡ khoảng là hơn 350 kg trong vô. Như tôi nói cao quá sẽ làm cho cái năng lượng yếu, anh thật sự là không có nghĩa nhiều cho việc chụp ảnh, không có nghĩa cho việc chụp quán. Nhưng mà cái mức năng lượng cao, đặc biệt phát các cái nê trong mức năng lượng cao thì nó lại có nghĩa trong việc gì ạ? Trong việc điều trị, trong việc điều trị nó chẩn đoán một chỗ không có suy máu để tạo ra năng lượng, nhưng mà nó phá một chỗ khối u, phá một chỗ u. Thành ra, thằng yếu đi 131 này nó không dùng trong chẩn đoán, nó dùng ở trong điều trị, đặc biệt là điều trị các cái u ở trong cái tuyến giáp, đường cao. Rồi, yếu đi 1, 2, 3 chủ yếu là chụp ảnh, nó nhớ chủ yếu là chụp ảnh, đánh giá chức năng, đánh giá hình thái cấu trúc khi mà khẩu của nó chụp ảnh chụp ảnh. Nhưng thằng yếu đi 1, 3, 1 thì nói cao, đó là chủ yếu là dùng cho